xe chạy đất bán sách đây. Rồi, đây đang chạy thử cho mấy anh khách xem nè. Em nói lên nha anh em, bên lên nữa. Rồi xong hợp đồng về Long An nha anh em, máy chở đất nha. Ben đổ đầy đủ luôn nha, giá rất hợp lý cho anh em luôn nha, 145 triệu thôi là có một cái máy này rồi. Anh em tùy vô gấp động cơ nào nha, động cơ có thể yếu hơn thì nó sẽ rẻ hơn nha anh em. Đây là anh gấp cái động cơ của 70, tùy vô động cơ nha anh em. Rồi cảm ơn em rất nhiều nha. Rồi xin chào anh em nha, đây là cái địa chỉ công ty của bên em đây ha, đó 167 quốc lộ 53 Long Hồ Vĩnh Long ha. Thì phía bên đây là phía bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long, đây là con đường quốc lộ 53 đây ha, đây cho anh em dễ nhận diện nha. Đây là cái khu vực mà mình để trưng bày máy gặt cho khách xem á, mình sẽ quay tổng quan sơ sơ cho anh em xem ha. Hiện giờ mình đang có là khoảng mấy cái DC70G, DC70 thường, đủ loại. Tất cả đều là máy nhập hết ha. Ở phía trong đây thì mình có để mấy chiếc 105 để mình quay cho mọi người xem. Đây, 105 mình đang còn khoảng 6 chiếc ha. Đây là những cái DC70G Plus đó, máy thái xịn này, máy chạy nước ha. Được rồi, bây giờ 9 chiếc, bây giờ còn 3 chiếc thôi ha. Cũng gần hết rồi, anh em tới lựa sớm. Ở phía trong đây thì mình cũng để máy nhiều lắm nha. Đây. Phía sau đây ha. Nhờ máy mình có để sẵn ha, anh em cứ thích thì đến test máy, nghĩ chiếc nào thì lấy chiếc đó ha.